Dạ xin kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại cũng xin phép quý vị cho tôi chia sẻ cái câu chuyện liên quan đến là cái cô Nguyệt nhà ngoại cảm Một trong những người phụ nữ từng vỗ ngực xưng tên Cho rằng mình là con gái cả của làm Ngập hoàng thượng đế Và cô xuống trầm gian này với một cái gọi là thiên chức cực kỳ thiêng liêng đó là hướng dẫn cho chúng sanh cùng nhau tu tập. Đây là một trong những cái luận điệu mà khi mà cô này phát ngôn ra thì bản bản thân tôi đó thấy rằng là cực kỳ hoang mang. Không biết rằng là cô này là ở cõi nào, có phải là con của trời hay không, có phải là con cũng gặp hoàng thượng đế hay là con của diêm Dương Nhưng mà qua những cái cách mà cô nhìn nhận về ông thích chân quan là tôi thấy cảm thấy rất hoang mang của gì. Cái lời nói của cô đó thì lơ lớn nó cũng tránh có rõ ràng, chúng phát ngôn một ngôn từ mà cô phát ngôn cũng không có rõ ràng, thì tôi nghĩ rằng thì về cái nhận thức của cô này, tôi nghĩ rằng nó cũng giống như là một cái nốt mùi nhùi, nó cũng là cũng tránh có rõ ràng, cũng tránh có phân biệt được nó, nó gọi là đâu là trắng đâu là đen đâu. thì để mà chứng minh rõ hơn về cái vấn đề này, thì tôi mời quý vị cùng tôi uh, nghe những cái lời mà cô Nguyệt nhà ngoại cảm này cô kết luận liên quan chỗ ông thích Tràng hoàng như thế nào hát karaoke thành ma câm làm thợ hồ kiếp này là do kiếp trước phá nhà làm bác sĩ kiếp này là do kiếp trước giết người làm nhà giáo kiếp này là do kiếp trước đốt sách và rất nhiều nhân quả khác mà ngài thượng tọa thích chân quang đã giảng dạy tới muôn dân xin thưa với các bạn Nghe thì đừng bao giờ Nghe những dòng chữ ngắn gọn này Cảm thấy rất sợ hãi Khó chịu đúng không nào Phải nghe hết bài giảng Và luôn luôn hạ mình khiêm tốn Đừng mang cái tôi ngã thưa quý vị đó là một trong những cái lời mà cô này đã chia sẻ liên quan đến những cái kết luận của ông thích trang quang về cái nhân quả à, kiếp này là cái như là làm thợ hồ do kiếp trước phá nhà kiếp này làm bác sĩ do kiếp trước gọi là cái như là giết người kiếp này làm thầy giáo do kiếp trước là đốt sách thế tôi hỏi một câu rằng kiếp này mà làm một ông thợ tu thì kiếp trước làm cái gì Kiếp này mà bị cái khóa bổn 2 năm Thì kiếp trước là làm cái chi Hay là những ngày gần đây mình làm cái gì Đó là những cái xin thưa quý vị Đáng lý ra cô Nguyệt này cô phải hiểu Cô phải là có những cái gọi là cũng phải là Chấp nhận một cái sự thật Đằng này giáo hội Phật giáo Việt Nam Là một trong những cái cơ quan mà quản lý Những cái tu sĩ quản lý những cái chùa chiền để hướng cho những cái tu sĩ này đi vào một con đường chánh pháp. Nhưng mà sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểm tra thẩm định những cái nội dung của ông Thích Chân Quang nó mang sạch cái mùi là không đúng theo chánh pháp của nhà Phật. Nó gây hoang mang cho cái dư luận và bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cấm khẩu 2 năm. Đây là một trong những cái thì đáng lý ra những người như cô Nguyệt một trong những người là tự cho rằng mình là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, con cả chị đầu đó, thì cũng phải nên tung thủ pháp luật của Việt Nam. Chứ còn không phải bây giờ đó, mình nghĩ mình là con của trời, rồi mình muốn nói sao mình nói. Đúng không? Đây là một trong những cái, xin thưa quý vị, một con người cố chấp bảo thủ. Một cách gọi là u mê sâu đậm Ngày xưa sau khi giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn Thì cô này là một trong những người đứng lên để mà chống đối giáo hội một cách quyết liệt Và cô cũng liên tục liên tục bảo vệ ông Thích Trang Quang Cho rằng những người mà lên phán biện sự việc này Là người ta đang công kích, người ta đang phá hoại Người ta đang hãm hại một vị chân tu như ông Thích Trang Quang Vị này cho rằng ông Thích chân Quang là một trong những vị mà tài năng Có cái học vị tiến sĩ Trên một trong những vị là rất tài năng Cho nên á, bây giờ người ta ganh tị Mà người ta vô để mà công kích Để mà chống đối ông Thích chân Quang Để mà phá hoại cái Đạo Phật Và xin thưa quý vị cái điều này tôi đã nói rất rõ Dù ông Thích chân Quang Ông là tiến sĩ hay là giáo sư Nhưng mà khi ông lên Ông đã mang cái sắc phục của nhà tu thì ông phát ngôn cũng phải là trên cái con đường chánh pháp của đạo Phật. Chứ không thể nào mà lạm dụng vào cái cái gọi là cái luật nhân quả rồi để mình biến cái luật nhân quả trở thành một cái vấn đề mà dị đoan mê tín, gây hoang mang cho dư luận. Ông Thích Trăn Quang ông đã chứng minh những người mà kiếp này làm thợ hồ do kiếp trước phá nhà hay chưa? Những người bác sĩ kiếp này do kiếp trước giết người hay chưa? Những người nhà giáo bây giờ là do kiếp trước là đốt sách hay chưa? Ủa tại sao tất cả tất cả những vấn đề của người ta, những cái vấn đề của xã hội Ông Trân Quang ông đều áp dụng cái luật nhân quả và ông kết luận như đúng rồi Còn bản thân ông Tại sao ông không cỡ như là Có những cái mà đúc kết cho bản thân mình Thực sự quý vị Mình cũng là một người Phật tử Nhưng không thể nào mà nó tiêu hóa được Những cái bài giảng của ông Thích Trang Quang Đừng bao giờ đưa hình ảnh của một ông Thích Trang Quang ra Rồi bảo rằng người này chống đối người kia chống đối Ông Thích Trang Quang chẳng qua là một tu sĩ một phần tử nhỏ chứ ông thích chân quan không đại diện bất kỳ cái gì mình lên mình phân tích phản biện những cái hành vi những cái bài giảng của ông thích chân quan mà nó sai so với chánh pháp đây là một trong những cách mà để đi gọi là cứu lại chánh pháp chứ không phải là mình đang phỉ bán mình đang gọi là chung tay với là giáo hội để mà cứu lại chánh pháp đưa những ông sàm tanh này ra để cho mọi người cùng nhau biết, cùng nhau cảnh tỉnh. Đạo Phật không bao giờ mà mất đi. Đạo Phật mãi mãi trường tồn. Một số vị tu sĩ họ không đủ cái gọi là cái hạnh tu, họ mượn đạo tạo đời thì chúng ta cũng phải chung tay để mà có những tiếng nói để mà cho những người có chức sách trong giáo hội Người ta vào cuộc để có những cái giải pháp Chứ không thể mà để tình trạng này nó kéo dài được quý vị Tình trạng mà chỗ ông thích trăng quan, ông thích nhẫn đức Và những cái vị sàm tên khác xin thưa quý vị Nó đã kéo rơ một khoảng thời gian khá dài Nó làm hoang mang cho dư luận Mình lên mình thích giảng sao mình giảng hay sao Mà đến bây giờ cô Nguyệt này cho rằng đây là những cái bài giảng chánh pháp những bài giảng mà về liên quan về cái nhân cái quả nhân quả hay là ham dọa chứng minh chưa kết luận chưa khi nào mình chứng minh đã rồi mình mới có những cái gọi là đưa ra mình giảng cho chúng sanh ra giảng cho phật tử còn đằng này mang chắc rằng một thằng mù mà cái đòi đi dẫn người ta đi một thằng mù không thấy đường mà dẫn nguyên cả cái là cả trăm ngàn người đi như vậy là chỉ có con đường đi vào địa ngục thôi đúng không mình sáng được mình biết được con đường đi thì mình mới dẫn người ta đi còn mình không biết rõ con đường đi bản thân mình là một trong những thằng mù mà mình dẫn người ta đi như vậy là cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm mà chính những nguy hiểm thế hệ của những người mình đang dẫn đi mà còn nguy hiểm đến những thế hệ khác Đạo Phật là một đạo từ bi đạo trí tuệ Chứ không phải đến đạo hăm dọa Nhưng đằng này trong tất cả các bài giảng của ông Thích Trang Quang Đại đa số rằng là đưa cái luật nhân quả ra để mà hăm dọa người đời Hăm dọa một cách cực kỳ là là, là khủng khiếp Thì giả dụ như bây giờ ông Thích Trang Quang nói đôi ba điều như vậy thì ít ra ông cũng phải chứng minh được một hai điều đúng không quý vị? Ít ra ông cũng phải lấy bản thân ông ra để ông chứng minh cho người ta gọi là đủ sự mà tâm phục khẩu phục. Đằng này ông nói không, ông không có chứng minh. Giấy mà nhiều người vẫn nháy vô mà tin. Trong đó có cái cô Nguyệt nhà ngoại cảm này. Tôi không biết cô này đó thật sự quý vị. À, ngày xưa rồi có như là à, cô tiếp cận chỗ ông thích trang quan như thế nào? Và mối quan hệ với chỗ ông thích trang quan ra làm sao? mà bây giờ cô vô gọi là cô bảo vệ một cách gọi là điên cuồng mất chắc. Không còn phân định đâu đúng đâu sai. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Giả sử như ông Thích Trăng Quang đó. Bây giờ những cái mà ông đưa lên mạng ông giảng mà kể như là ít ra được khoảng là cái như là 50 50 người ta chấp nhận. Thì mình cũng có thể là chấp nhận. Nhưng đằng này xin thưa quý vị 90% người ta đã không chấp nhận cái vấn đề này Đấy. những bài giảng của ông mà đưa lên không gian mạng đưa lên lúc nào người ta cũng cảm thấy rằng người ta cũng ngao ngán người ta cũng sợ sợ Đấy. rồi bây giờ lên đó bảo vệ thì bảo vệ như thế nào đây giáo hội người ta đã có kết luận thì trong quá trình kết luận chắc anh rằng người ta đang có cái vấn đề là điều tra thẩm định đủ tất cả các kiểu ông Trang Quang đâu phải giảng dừa nếu như ông Trăng Quang mà ông bị oan, bị người ta có những cái gọi là kết ghép để làm cho sai lệch cái nội dung, thì xin thưa quý vị, ông Thích Trăng Quang, ông phải chứng minh cái điều đó. Và điều đó xin thưa quý vị, tôi đã từng nói liên quan ở chỗ mà chỗ ông Hoàng chỉ Bảo rồi đó. Ai lên cũng bảo rằng kết ghép, mà người ta không có chứng minh được. Ông Hoàng chỉ Bảo cũng giáo sư tiến sĩ, ông Thích Trăng Quang cũng tiến sĩ. Đấy mà ông thích chân quang là một trong những tiến sĩ đại tài lấy được cái bằng tiến sĩ chỉ trong vòng là 27 tháng thì chắc ăn rằng ông thích chân quang đủ sự thông minh đủ sự minh mẫn để mà giải thích để mà chứng minh mình là một trong những người bị hại bị một nhóm nào đó mà nó cắt ghép những đoạn clip của mình để nó hại mình để mà à, tự giải oan cho chính mình cho quý vị để còn tiếp tục còn lên giảng nữa chứ. Mình là một trong những vị gọi chân tu. Đấy, mình giảng những bài pháp nó hay như vậy. Mà bây giờ để mà khóa bổn trong vòng 2 năm thì cực kỳ lãng phí cho một nhân tài đúng không? Cho nên cái vấn đề tôi nghĩ rằng là nếu như ông Trân Quang. Ông bị oan là chỉ bản thân ông là một trong những người đủ khả năng. Để mà phán biện. Đủ khả năng để chứng minh mình vô tội. Đủ khả năng chứng minh rằng những cái clip đó là bị kẹt kẹt. Vì ông là tiến sĩ luật. Tiến sĩ luật chứ không phải ông rơm rơm như là cái cô mà nhà ngoại cảm này mà tại sao ông thích chăn quan không lên để chứng minh không lên để giải bày mà cái cô nhà ngoại cảm này cô lên để mà cô gọi là cô uh, chứng minh cô cho rằng là ông thích chăn quan bị oan đúng không, quý vị nguyên cả xã hội người ta chấp nhận được cái những cái sai lầm của ông thích chăn quan để cũng cầu mong rằng ông thích chân quan ông nhìn nhận ra cái sai đó để ông sửa đổi để ông tốt hơn sau này ông quay lại ông giảng pháp đây là một trong những cái điều xin thưa quý vị ai cũng muốn cả đúng không có ai muốn mà ông thích chân quan là coi như là ông có những sai lầm nối tiếp sai lầm ông xin thưa quý vị không ai muốn điều đó mà muốn rằng từ những cái sai lầm này ông thích chân quan sẽ có những cái mà uh, nhìn nhận ra cái sai lầm và sửa sai và để hoàn thiện tốt hơn trong con đường tu tập và để trở thành một vị chân tu đích thực Đừng để cho những cộng đồng Phật tử Người ta phải hoang mang tột độ Qua những cái phát ngôn của mình Đó là những cái vấn đề Xin thưa quý vị Ngay cả bản thân tôi hay là bản thân của quý vị Cũng mong muốn điều đó Mong muốn rằng những vị tu sĩ Thì phải có đủ đức hạnh Có đủ trình độ Có đủ cái sự mà minh mẫn Trong quá trình mình giảng một bài pháp để cho nó bám vào cái chánh pháp của nhà phật chứ không thể để mà mình lợi dụng vào hai cái từ là cái như là tu sĩ rồi mình muốn dán sao mình giảng đó là một trong những cái bản thân tôi đang mong cầu cái điều đó và mong rằng qua những cái vấp ngã trong đợt này thì ông thích chân quang sẽ trưởng thành hơn chính chắn hơn có những bài pháp hay hơn để cho kể như là à, những người mà đang tôn sùng ông thì có ngày cũng phải nỡ mặt nở mày. Chứ còn thực sự quý vị sau khi mà cấm giảng 2 năm thì lên là cũng là nhân với quả rồi quá với nhân đấy. À, tôi chẳng biết là nhân quá là hậu quả. Mà bây giờ thấy là cấm khẩu 2 năm rồi mà chúng đệ tử lên bảo vệ quá trời thôi cũng cầu mong rằng à, trong vòng 2 năm này ông thích chân quang cũng phải nên là kể như là à, tu tâm dưỡng tánh à, để mà có những bài pháp nó hay hơn. Để nó trung sát hơn, để cho cái những người mà từng bảo vệ ông, người ta vẫn còn có những cái mà nở mặt, nở mày với cộng đồng, với xã hội. Và thưa quý vị, cái clip tới đây thì tôi cũng xin phép là kết thúc. Và một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên cho lang Thang Sài Gòn xin một like. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện có tiếp.